đã là cá thì rất tanh, và nếu là cá lóc nuôi thì thường tanh hơn rất nhiều so với cá lóc đồng. Nhưng không sao thưa quý vị, mọi thứ sẽ không còn là vấn đề nếu như chúng ta biết chế biến đúng cách. Trước tiên cá đem về thì phải ngâm vào hồ như thế này để cho nó nhả hết cái lớp sình bùn đất cát. Cách thì 1 tiếng đến 2 tiếng là mình thay nước lần để cho cá nó sạch. Ướp cá với đá như thế này thay vì đập đầu, đó cũng là một cách để khử mùi tanh của cá. Ở Tiền Giang cũng có một cách làm rất hay nữa, đó là người ta dùng mía để xỏ vào họng cá đem đi nướng. Với cách làm này thì thịt cá sẽ ngọt và thơm hơn rất nhiều. Với nước sôi và họng cá cũng là một cách rất là hiệu quả để mà khử nhớt và mùi tanh của cá. Bữa nay mình đổi nghề làm bán cá lóc nướng luôn nha. Trong quá trình nướng thì cũng đừng quên phết lên một lớp dầu ăn. Đây cũng được xem là một tuyệt chiêu để đánh bay mùi tanh đó quý vị. Cá lóc nướng đi, mãi vô, 60.000 đồng một con. Sau một buổi phụ nướng cá lóc thì tôi cũng được ông chủ thưởng cho một con để thử xem có ngon không quý vị nhé. Thịt cá đúng là rất là ngọt và thơm mùi mía. Da cá rất là thơm. Cái này là mình có thể chấm với mắm nêm hoặc là mắm me đều rất là ngon. Ở đây xử lý mình thấy ăn có cảm giác như nó không có bị nguội, nó không bị tanh. Giá cả nó cũng bình dân á. Ví dụ như vậy thì cũng phù hợp với cái túi tiền của cái người công chức bình thường là mình có thể mình vô ăn được.